Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Chào bác sĩ Minh, trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, chào cùng anh, là cũng đã lâu chưa có lên đài VNTV. Lần này chúng ta sẽ trở lại để tiếp tục hậu chuyện cùng quý khán thính giả của đài. Vâng, và thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi đi vào chương trình thì Vân Anh cũng xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh là một khuôn mặt rất là quen thuộc của cộng đồng người Việt của chúng ta tại miền Nam California. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn, và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái và quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Và thưa bác sĩ Minh, cũng như thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Minh sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài muôn thuở, đặc biệt là cho chị em phụ nữ của chúng ta, đó là những cái phương pháp như thế nào mà giảm cân mà nó dễ dàng nhất. Và thưa quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngoài chương trình Sức khỏe và đời sống trên VNTV thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh còn là người viết những cái bài viết về sức khỏe và đời sống trên trang báo của Nhật báo Người Việt mà được cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại cũng như là cả trong nước rất là yêu mến. Và một cái bài viết có tựa đề là những phương pháp xuống cân lười biếng nhất. Bác sĩ làm cái title nó rất là catchy. Dạ vâng, mình lúc nào mình cũng muốn làm cái gì mà nó ít sự phải tò mò, gây sự tò mò, đúng rồi. Quý vị biết không, khi mà giảm cân nó rất là khó, mà bác sĩ nói là những phương pháp giảm cân mà lười biếng nhất. Dạ, tức là mình không làm gì hết mà mình cứ xuống cân thôi, đúng chưa? Dạ. Thực sự ra khi mình nói như vậy thì người ta cứ nói là chuyện khó tin. Khó tin nhưng mà có thật, right? Yeah. Là tại vì thực sự ra cái chuyện này, việc mà giảm cân đó không chỉ riêng gì với lại quý chị em phụ nữ mà cả quý ông phụ nam nữa, yeah. Right? Thì hiện tại đó là người ta thấy rằng là ở nước Mỹ hoặc là các nước mà gọi là tiên tiến văn minh ở Âu Châu, cái nạn gọi là lên cân nó rất là trở thành là một cái vấn nạn ha. Quý vị không tin, quý vị cứ đi ra ngoài những cái tiệm ăn hay đi ra ngoài đường á, quý vị làm một cái sự gọi là khảo sát sơ sơ, khi nào mình dòm quanh một cái vòng tròn một chút xíu là mình sẽ thấy là thế nào cũng thấy là khoảng chừng là 50% tới 60% là những người chung quanh mình là được kể là trên cân và béo phì nha. Thì mình cũng không muốn là rơi vào gọi là cái số những con người đó, tức là thế nào để cho mình cái sức nặng của mình nó ở cái sức nặng là lý tưởng. Thì bao giờ người ta cũng nói rằng là để mà giảm cân này nọ thì chúng ta phải exercise, tập thể dục nhiều, chạy bộ nha. Nhưng mà trên thực tế những cái nghiên cứu nó cho thấy là những cái đó nó có vẻ là có vẻ phù du, nó hão huyền. Trên thực tế là cho dù quý vị có thể tưởng tượng là quý vị chạy bộ 30 phút đồng hồ thì quý vị mất bao nhiêu calorie hay không? Dạ không. Nó chỉ mất khoảng từ 50 tới 100 calorie, có nghĩa là nó chỉ bằng một nửa cái lon Coca-Cola của mình thôi. Như vậy thì cái vấn đề là khi mình tập thể dục đó, thực sự nó đúng, nó có cái lợi của là nó làm cho cái tim mạch của mình nó tốt hơn. Nhưng mà ngược lại thì nếu mà nói là để mình tập thể dục thể thao mà để cho xuống cân thì đó là không phải là phương pháp đúng. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói vô vấn đề là làm thế nào mà xuống cân mà mình là ít phải cực nhọc nha. Thì thưa quý vị, bác sĩ Minh nói là những cái phương pháp xuống cân một cách lười biếng nhất. Thì thường thường nói xuống cân thì ai cũng nói tới nhịn ăn, phải không bác sĩ? Dạ vâng, dạ. Thì đó là vấn đề là cung và cầu, tức là cái calorie đó, khi là mình, vấn đề là nó như một cái bài toán rất là đơn giản, bài toán cộng và toán trừ. Tức chúng ta ăn vô bao nhiêu và chúng ta tiêu thụ ra bao nhiêu. Dạ. Như hồi nãy mình nói sơ sơ, tức là mình uống một ly Coca-Cola như vậy á, thì mình tương đương là mình phải chạy bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì như bây giờ quý vị muốn là quý vị muốn chạy bộ 2 tiếng đồng hồ hay là quý vị nhịn bớt một lon Coca-Cola thì cái nào nó dễ hơn? Thì như vậy thì đó là vấn đề là mình hạn chế bớt cái calorie. Nhưng mà cái vấn đề là khi mình nói là hạn chế bớt calorie nó rất là khó. Bao giờ mình nói mình nhịn một chút xíu, nhưng khi mình thấy đồ ăn ngon quá thì rất là khó nhịn. Rồi khi mình thấy đồ ăn ngon ra thì mình nói thôi bữa nay mình ăn cái rồi ngày mai mình sẽ cử. Rồi cái ngày mai mình quên mất mình không có cử. Thì đó là cái vấn đề, nó trở thành một cái vòng tròn tái diễn và không thể nào chúng ta có một cái chương trình rõ rệt là làm sao chúng ta có thể bớt được cái calorie.
Vì trên thực tế nó có những cái calorie mà chúng ta ăn nó rất là phí phạm, gọi là phí phạm, tức là trở lại chuyện như là mình uống Coca-Cola, mình ăn những cái bánh ngọt, mà những cái đó thực sự nó gọi là những cái calorie đó nó không có chất bổ dưỡng. Nếu mà mình muốn rằng là mình tập trung vô những cái calorie mà nó cho mình cái cơ thể mình chất bổ dưỡng, thì nên nhớ là mình nên tập trung vào những calorie mà nó nghiêng về protein nhiều hơn là hay là những cái thay vì mình ăn những calorie mà nó chỉ có đường. Mà cái khổ là bây giờ đồ ăn của chúng ta là nhìn quanh chỗ nào cũng có đường hết. Nhưng mà vấn đề là hiện tại là cái đường đó thì nó sẽ gây ra cái bệnh tim mạch. Quý vị thấy là bây giờ mình chạy bộ để mình làm cho giảm cân và để hy vọng là giảm cân và để cho nó tốt cái hệ thống tim mạch của chúng ta. Trong khi đó thì khi chúng ta ăn đường như vậy đó thì nó lại làm cho cái tim mạch của chúng ta nó nghẽn. Nghiên cứu cho thấy thực sự ra trước giờ mình cứ nghĩ là ăn chất béo thì nó sẽ làm cho nghẽn tim mạch, cái đó không đúng nữa. Bây giờ cái vấn nạn bây giờ là ăn nhiều chất ngọt. Mà khổ là chúng ta là ghiền đường từ khi mình mới đẻ ra. Thì bây giờ nó có chương trình là một cái kế hoạch là làm sao chúng ta nhịn đói, làm sao bớt được. Thì nó có, tức là mình phải có một cái chương trình đàng hoàng, một kế hoạch, một cái phương án đàng hoàng. Thì cái cách hay nhất đó là có hai cách hiện tại là nó rất là phổ thông, phổ cập ở trên Internet. Đó là một phương pháp, đó là 5-2. 5-2 có nghĩa rằng là trong một tuần lễ đó thì có 7 ngày thì chúng ta chỉ được ăn 5 ngày thôi và nhịn đói 2 ngày. Hai ngày đó chúng ta bớt calorie xuống, có nghĩa là nhịn đói không có nghĩa là chúng ta nhịn hoàn toàn. Nhưng mà giảm bớt calorie còn một nửa. Chẳng hạn như chúng ta có thể bỏ bớt một bữa ăn. Hồi nhỏ thì bác sĩ cứ nói là không nên bỏ bữa ăn. Thực sự cái bây giờ những nghiên cứu mới nó cho thấy là nó không còn đúng nữa. Nó còn những nghiên cứu rất là tương phản. Một số thì nói chúng ta phải ăn đầy đủ ngày 3 bữa này nọ. Nhưng mà khi chúng ta ăn một ngày 3 bữa thì nó khuynh hướng là chúng ta ăn nhiều. Rồi cái chuyện nữa là hồi xưa thì người ta nói là không nên bỏ bữa cơm. Nhưng mà hiện tại thì người ta cho nó rất là đơn giản, chúng ta có thể nhịn đói được một hai bữa nó không sao hết. Thì cái đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thói quen là chúng ta sẽ bớt ăn đi. Trong cái thời gian mà chúng ta nhịn đói đó là chỉ uống nước thôi, nên nhớ là phải uống nước. Nhưng cái chương trình này đó nó chỉ dành cho những người mà còn trẻ, chứ còn những người già thì không có nên nhịn đói nha. Người già thì không có nên làm những chuyện như vậy, hoặc là chúng ta nghĩa là không có những bệnh hoạn gì kinh niên thì là chúng ta có thể đi theo cái kế hoạch này. Tuy nhiên cái kế hoạch này nó cũng khó, thành ra có một kế hoạch khác. Nó gọi là kế hoạch là 16.8. Cái kế hoạch 16.8 thì nó rất là dễ theo quý vị. Nó chỉ rất là đơn giản là chúng ta muốn ăn gì đó ăn trong vòng 8 tiếng đồng hồ và không được ăn trong vòng 16 tiếng còn lại của 24 giờ đồng hồ. Thì cái đó nó cũng khá đơn giản, dễ theo dõi, đúng không? Thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó là từ 9 giờ cho tới 5 giờ chiều đó, chúng ta vẫn có thể ăn đầy đủ 3 bữa ăn đàng hoàng. Có cần bớt không bác sĩ? Cũng chẳng cần bớt nữa. Chỉ có một cái đơn giản là sau 5 giờ chiều và cho tới ngày hôm sau cái đó không mới được khó. Ăn nữa. Cái đó là khó. Nhưng mà nếu mình tập quen thì không được, hoặc là mình có thể ăn gian, không được ăn gian. Chẳng hạn mình có thể là ăn tới 6 giờ chiều chẳng thì cũng đúng thôi. Người Việt Nam mình thì bình thường cũng ăn từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Nhưng người ta khuyên là sau 6 bữa cơm tối là không ăn nữa. Và nghiên cứu cũng cho thấy là nếu mà chúng ta ăn trễ đó, khoảng là trước khi giờ đi ngủ, mà khoảng chừng 1-2 tiếng hồi trước giờ đi ngủ, thì đó hai chuyện nó có thể làm chúng ta khó tiêu, và thứ hai là dễ cho mình lên cân. Cái đó không có tốt. Người ta khuyên là trước giờ đi ngủ mình nên không ăn từ 3 tới 4 tiếng đồng hồ. Như vậy thì tất cả là nó perfect. Thì cái kế hoạch mà gọi là mình đi 16.8 được vậy hay hơn. Mà nếu thực sự trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó thì lâu lâu mình bớt chút xíu, hàng buổi sáng ăn bụng no, buổi trưa thì chúng ta chỉ ăn ít ăn rau thôi, và buổi chiều cũng ăn một bữa cơm tương đối đầy đủ chẳng hạn. Thì cái nói chung ra thì cái phương pháp này nó dễ theo hơn, tức là 16 tiếng không ăn gì cả. Okay. Thưa quý vị, hồi nãy giờ thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái bí quyết để quý vị chúng ta có thể xuống cân với những phương pháp rất là đơn giản. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh nói là những phương pháp xuống cân lười biếng nhất, tức là để Vân Anh nhắc lại nhé, quý vị có thể chọn bằng cách là 5-2, tức là ăn 5 ngày nhịn 2 ngày. Mà 2 ngày đó
đó quý vị cũng không có cần là phải nhịn 2 ngày tuyệt đối, phải không bác sĩ Minh? Có thể bớt bữa lại. Và cái phương pháp thứ hai là 16-8, tức là mình ăn trong vòng 8 tiếng thôi. Mà sau 5 giờ chiều mình cho tới ngày hôm sau thì mình không ăn nữa. Dạ, thì dĩ nhiên. Nhưng mà để đi theo những cái phương pháp hồi nãy đó thì mình có là nó đi kèm là chúng ta phải uống nước thật nhiều, tức là phải uống nước lạnh thật nhiều. Mà uống nước như thế nào gọi là nước? Uống boba có tính là nước không bác sĩ? Thì cũng được, nhưng mà nước boba nó có calorie trong đó. Có đường, okay. Có đường. Chúng ta nên nghĩa là làm sao, nghĩa là thấy đường là phải tuyệt để tránh xa, ok? Ngay cả đường giả, đồ giờ đường gọi là Splenda, đường này nó cũng làm cho chúng ta có những cái tình trạng như dễ bị lên cân. Thực sự người ta khuyên, người ta nói rằng là cho dù mình uống diet coke thực sự nó cũng làm cho mình lên cân. Nó kích thích cái hệ thống gọi là insulin trong người mình, nó tương tự như là uống đường thật vậy. Thì uống nước lạnh nhiều. Thực sự ra nếu mình không thích uống lạnh thì uống trà. Uống trà cũng tốt. Bây giờ tôi bắt đầu già rồi, tôi rất là thích uống trà. Ngày nào cũng là ngày ba bữa, lúc nào cũng có một bình trà hết. Và uống nước lạnh thật nhiều trong cái thời gian mà chúng ta đang ở trong cái phương pháp giảm cân và cái quan trọng là cái nước lạnh đó nó thứ nhất là nó giải độc, thứ nhì là bụng nó làm chúng ta bớt đói nha. Vì cái người ta khó phân biệt giữa cái là khát và đói nha. Khi có nhiều khi người ta khát nước, thay vì khát nước người ta nghĩ là đói bụng, nên là cái bụng mình nó trống thì là mình lại thích ăn nhiều hơn. Rồi cái thứ ba nữa là cái khi người ta nhận thấy là cho dù không phải là mình uống nước lạnh mà gọi là để cho bụng mình đầy lên thì mình bớt ăn. Nghiên cứu cho thấy là cho dù bệnh nghĩa là người bệnh họ ăn hoặc là đương sự ăn thật nhiều nhưng mà uống nước cũng thật nhiều thì người ta thấy là cái sự tiêu hóa nó trở thành nó có hữu hiệu hơn và người ta lại ít dồn lại cái calorie qua cái lượng mỡ. Thì cái là uống nước rất là quan trọng. Thì còn cái một phương pháp nữa trong vấn đề mình gọi là xuống cân mà rất là lười biếng là chúng ta phải ngủ đầy đủ một ngày 8 tiếng. Rất quan trọng là phải ngủ đầy đủ một ngày 8 tiếng nha. Nghiên cứu cho thấy rằng là nếu chúng ta mất ngủ không ngon thì chúng ta lại có khuynh hướng là dễ đói hơn. Thứ nhất là chúng ta thèm ăn nhiều hơn. Cái thứ nhì nữa là khi mà chúng ta ăn như vậy thì chúng ta có khuynh hướng rằng là mình ăn nhiều hơn là bình thường. Khi mà là vì khi mình ngủ như vậy thì những cái hormone mà nó liên hệ tới vấn đề stress đó, nó tăng cao. Thành ra nó tương tự như vậy, những người bị stress đó, thì có hai phản ứng, một là họ ăn nhiều, hai là không ăn. Nhưng mà đa số là họ ăn nhiều hơn khi họ bị stress nha. Cho nên khi mình ngủ mà thiếu ngủ á, thì cái gọi là cái hormone stress nó tăng cao. Ngược lại những người mà họ ngủ đầy đủ đó thì trong đó nó có những cái hormone mà như là leptin này nọ thì nó kiểm soát cái bộ não mình, cái gọi là cái chuyện là mình biết đói biết no đó thì nó cân bằng hơn và chúng ta có khuynh hướng là ngủ đầy đủ thì chúng ta lại bớt ăn trở lại. Trái với lại người xưa có nói là ngủ nhiều thì nó lại lên cân, nhất là ngủ trưa. Mình cứ nghĩ là ngủ nhiều sẽ mập bác sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh nói là khi chúng ta ngủ nhiều á thì chúng ta sẽ xuống cân. Không, ngược lại, bây giờ nghiên cứu cho thấy là mình ngủ ngon và ngủ đầy đủ thì nó lại không có lên cân. Không. Cái đó nó liên hệ tới chuyện nữa là chúng ta có nên ngủ trưa hay không nữa. Ở bên Mỹ thì không có ngủ trưa nhưng mà ở Việt Nam nhiều khi là lúc nào mình cũng phải ngủ trưa. Thì cái giấc ngủ trưa nó quan trọng như thế nào mà tại sao ở cái xã hội Đông Phương hoặc là nước Việt Nam của mình á, lúc nào cũng ngủ giấc ngủ trưa vậy bác sĩ? Là nó như thế này, thực sự ra đó, cái thứ nhất là nó về phương diện gọi là sinh lý của con người chúng ta. Theo cái đồng hồ trong người mình nó có cái đồng hồ nó chạy. Thì là thường thường quý vị để ý là thường thường khoảng từ 12 giờ tới 2 giờ trưa cái đồng hồ đó nó chạy chậm lại, lúc nào mình cũng buồn ngủ hết. Gần như là trong cái thời gian đó chúng ta tưởng lầm là sau khi ăn trưa chúng ta hay buồn ngủ. Nhưng thực sự ra cho dù mình đi nhịn đói đi nữa cũng mình vẫn buồn ngủ cái khoảng đó. Thì cái đồng hồ mình nó chạy 12 tiếng rồi nè, theo cái chu kỳ nó chạy 12 tiếng đấy. Cho nên khoảng giữa trưa đó chúng ta có khuynh hướng là nó sẽ làm cho mình có cảm giác như mình không muốn làm gì nữa, nó chậm lại ngủ. Thì cái đó rất là bình thường.
Well, ngày xưa đó ở bên Việt Nam thì cái chuyện nữa, cái chuyện tâm lý người ta không muốn là mình nằm ra mình ngủ rồi không có vẻ như là lười biếng, không 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 đi làm nha. Đó là tại sao mình giàu, gọi là nghe giàu đâu những người mà ham ngủ trưa, không có giàu đâu những kẻ ngủ trưa. Mà ngay cả xã hội Mỹ cũng vậy, người ta có quan điểm rằng là nó nếu mà ngủ trưa là có cái tính cách là gọi là lười biếng, không có lao động, nên là lao động không có được vinh quang. Đấy. Nhưng mà quý vị qua các nước Âu Châu đó nha, thì quý vị lại thấy rằng là tôi qua mấy nước Âu Châu tôi rất là ngạc nhiên. Có một lần tôi qua, lần đầu tiên tôi qua bên Barcelona, bên chỉ đó Tây Ban Nha, đùng một cái tự nhiên 12 giờ trưa phố phường nó đóng vắng ngắt. Mình dọn quanh mà thấy ủa bây giờ tiệm rồi nó nói là nó đóng 2 tiếng đồng hồ. Mình muốn mua cái đồ gì cũng phải đợi 2 tiếng đồng hồ. Cái khổ là mình chờ 2 tiếng thì không được, right? Mình là du khách nữa, yeah. Right? Mình muốn đồ. Nhưng mà đó là cái thói quen người ta, tất cả những thành phố bên Âu Châu là như vậy. Thì đó là tại sao mà hồi xưa cái thời mà gọi là tôi còn nhớ ba tôi mà đi làm công chức này là buổi trưa là về nhà là kéo một giấc ngủ trưa. Đúng. Nha. Okay, rất là bình thường. Thì bây giờ nó trở lại cái quan niệm là bây giờ như thế nào, làm thế nào mà chúng ta cân bằng giữa hai cái thái cực. Một bên là chúng ta khuynh hướng là chúng ta ngủ trưa, và thứ hai là ở nước Mỹ thì người ta khuyên là không có ngủ trưa. Thực sự ra bây giờ nước Mỹ người ta cũng có cái khuynh hướng là trở lại cái bất chước những nước Âu Châu, người ta cho nghỉ trưa hoặc là người ta cho cái thời gian này là những cái luật lao động bây giờ người ta cho là phải nghỉ, người là nhân viên phải nghỉ một tiếng đồng hồ, mà ăn trưa hay nghỉ vậy đó một tiếng, thì muốn làm gì đó là muốn ngủ vậy trong đó là trong thời gian đó ngủ. Nhưng có khi có những hãng người ta cho những cái phòng để cho nhân viên ngủ trưa nữa nha. Nhưng mà ngủ bao nhiêu thì đủ? Thực sự ra đó người ta nghĩ rằng là cái nghiên cứu cho thấy á, gọi là ngủ trưa đó, thực sự á, chúng ta chỉ cần ngủ 15 phút tới 30 phút là đủ, không có cái màn mà ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Vì khi mà chúng ta ngủ 2-3 tiếng đồng hồ giấc trưa như vậy thì nó hai chuyện xảy ra. Một là tại vì chúng ta buổi tối chúng ta ngủ không đủ. Không đủ. Right. Và cái thứ nhì nữa đó là khi mà chúng ta ngủ như vậy thì nó lại ảnh hưởng qua cái buổi tối hôm sau. Yeah. Chúng ta kéo dài quá nó lại ảnh hưởng qua buổi tối hôm sau, là chúng ta lại khó ngủ và cái vòng luẩn quẩn nó trở thành là chúng ta mất ngủ. Yeah. Và chúng ta mất ngủ thì là chúng ta lại lên cân. Wow, vâng. À, cho nên thưa quý vị, nói tóm lại là nếu mà ngủ trưa thì cũng có cái lợi. Tuy nhiên mà nếu mà ngủ nhiều quá thì cũng không tốt. Dạ, thì cũng... thường mình nghiên cứu cho thấy chúng ta chỉ cần 15-20 phút là đủ à. Dạ vâng. Yeah. Từ thế kỷ khoảng là thứ 17-18 bên Âu Châu có khi người ta buổi tối, người ta ngủ 2 giấc nha, một ngày 3 giấc. Tức là buổi tối có khi họ ngủ khoảng 9 giờ cho tới 2-3 giờ sáng họ thức dậy. Rồi họ làm công ăn việc làm gì đó, giặt đồ, rửa chén, rồi gì whatever. Rồi có khi ngồi nói chuyện, hút thuốc lá, uống rượu, rồi lại đi ngủ tiếp. Rồi lại buổi trưa họ lại ngủ thêm giấc nữa, là ngày họ ngủ 3 giấc, đó là chuyện rất là bình thường. Hay. Dạ vâng. Không, còn một chuyện nữa trước khi chúng ta dứt lời. Đó là tại sao mà để mà phương pháp xuống cân lười biếng nhất là tôi khuyên là như thế này, rất là đơn giản. Tức là chúng ta, ok, tức là một ngày chúng ta ăn 3 bữa, ok, từ sáng tức là 9 giờ tới 5-6 giờ chiều thôi, right? Buổi chiều chúng ta đi bộ, đi bộ khoảng 30 phút. Đi bộ tàn tàn, không cần phải chạy bộ rồi gì mất công hết nha. Cái nghiên cứu cho thấy là chúng ta chỉ cần đi bộ là 30 phút là nó đủ rồi nha. Chúng ta không cần phải là đổ mồ hôi sôi nước mắt thì nó mới hiệu quả. Xuống calorie, right? Cái nghiên cứu cho thấy chúng ta đổ mồ hôi là vì chúng ta muốn thoát nhiệt cho nó không dính dáng, để chuyện là chúng ta đốt mỡ đi rồi nó chảy là thành mồ hôi. Cái đó không đúng nha. Đừng có tưởng tượng là mồ hôi nó ra là mỡ nó chảy ra, không phải. Đó là trật nha. Rồi thì xong rồi thì là mình đi bộ, sau khi ăn tối mình đi bộ 30 phút và chúng ta leo giường ngủ một hơi tới sáng. Chúng thấy không? Rất là đơn giản và rất là lười biếng. Và chúng ta cam đoan là nó trong khoảng từ 3 tới 6 tháng chúng ta sẽ thấy hiệu quả là nó xuống cân. Xuống cân và mạnh khỏe nữa. Mạnh khỏe, dạ. Và rất là đơn giản, rất là lười biếng, rất là mình không cần phải làm gì nhiều cả. Dạ, cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt.